a rune. The infected hear the voice of the absolute. Baldur's Gate 3 hiện đang là cái tên đang được mong chờ sẽ đoạt giải game hay nhất năm. Nếu bạn thích Baldur's Gate 3 và muốn khám phá thêm các tựa game tương tự với phong cách RPG hành động thế giới mở và cốt truyện sâu sắc, mình có một vài gợi ý cho các bạn ở những tựa game sau đây. Divinity Original Sin 2 2017 được xem là một trong những RPG chiến lược theo lượt xuất sắc nhất, cung cấp một thế giới mở và hệ thống chiến đấu sâu sắc. Quan trọng nhất là nó cũng là một trong những đứa con tâm huyết của Larian Game. Dragon Age Inquisition là một tựa game nhập vai hành động RPG phát triển bởi BioWare và được xuất bản bởi Electronic Arts, được phát hành vào tháng 11 năm 2014. Đây là phần thứ 3 trong series Dragon Age và là một trong những tựa game RPG lớn và được đánh giá cao. XCOM 2 2016 là một game chiến thuật tốt, nơi bạn điều hành đội quân chống lại đợt tấn công của người ngoài hành tinh. Game cũng áp dụng rất tốt hệ thống gameplay dựa theo Dungeons and Dragons. Pathfinder Kingmaker là một tựa game nhập vai hành động RPG theo phong cách cổ điển, được phát triển bởi Okat Games và được xuất bản bởi Deep Silver. Game này lấy cảm hứng từ hệ thống quy tắc Pathfinder, một hệ thống rèn luyện từ hệ thống Dungeons và Dragons 3.5. Western 3 là một tựa game RPG theo lượt được phát triển bởi India Entertainment và được phát hành vào năm 2020. Đây là phần tiếp theo của series Western, một series nổi tiếng từ thập kỷ 1980 và là một trong những tựa game tiên phong trong thể loại RPG hậu tận thế. Pillars of Eternity 2 Deathfire là một tựa game nhập vai RPG theo phong cách cổ điển, được phát triển bởi Obsidian Entertainment và được xuất bản bởi Versus Evil, một tựa game RPG thành công và được đánh giá cao tại thời điểm nó ra mắt.
Portals là game turn-based RPG được phát triển bởi Hero Games và được xuất bản bởi Hero Unlimited vào năm 2023. Người chơi quản lý một nhóm lính đánh thuê khi nhóm này cố gắng sống sót trong một thế giới của bệnh dịch và cướp bóc. Game là sự kết hợp hài hòa của Among Us lẫn Baldur's Gate. Mình sẽ bonus thêm 3 dòng game, cũng là dạng chiến thuật theo lượt, tuy nhiên sẽ không áp dụng quy tắc của Dungeons and Dragons. Tactics Ogre Reborn. Đây là một game tái tạo từ phiên bản Tactics Ogre xuất hiện trên hệ máy Super Famicom năm 1993. Trò chơi này đã trở thành một trong những tựa game chiến thuật kinh điển và được coi là một tác phẩm nghệ thuật trong thể loại này. Triangle Strategy là một tựa game nhập vai chiến lược RPG theo lượt, phát triển bởi nhà phát triển Square Enix. Game này được phát triển dưới dự án có tên là HD2D, nơi mà đồ họa pixel 2D kết hợp với các hiệu ứng đặc sắc để tạo ra một trải nghiệm hình ảnh độc đáo. Triangle Strategy là một phần của dự án HD2D của Square Enix, tương tự như tựa game trước đó là Octopath Traveler. I have your back. I can do it. Charge! My lance strikes true. Yes. Shall we make it a contest? Và vừa rồi là một số tựa game có lối chơi có phần giống Baldur's Gate. Mình hy vọng là các bạn có thể tìm cho mình một tựa game phù hợp sau khi đã hoàn thành được siêu phẩm năm 2023. Nếu các bạn thấy có ích, hãy cho mình xin một like và sub để ủng hộ mình phát triển kênh nha.